nhìn cách nói chuyện, biết về già tủi nhục. Kính thưa quý vị, người xưa nói, tướng do tâm sinh, bệnh từ tâm khởi. Tâm thái của bạn chính là chủ nhân của cơ thể. Hoàn cảnh không trói buộc con người, mà là con người ta tự buộc chặt mình vào trong hoàn cảnh. Người xưa thường nói, tướng do tâm sinh, bệnh từ tâm khởi. Muốn cải biến thân thể, đổi thay vận mệnh, đừng chỉ tập trung vào biểu hiện bề ngoài. Uống 10 thang thuốc bổ, chẳng bằng nở một nụ cười sảng khoái. Thay đổi thái độ, suy nghĩ tích cực hơn, thân tâm nhẹ nhàng, con đường trước mắt bạn sẽ rộng mở, thanh thang. Tâm niệm và bệnh tật là có quan hệ trực tiếp với nhau. Tâm hồn có tổn thương, có vấn đề thì sẽ biểu hiện ra ngoài thân thể. Rất nhiều bệnh tật trên thân thể chỉ là giả tướng, giống như chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được hình dạng của quả, chứ không biết được hạt giống gieo xuống từ khi nào và ở đâu, rồi lại nảy mầm, kết trái ra sao. Vậy nên, tâm tướng và hình tướng có sự đối ứng với nhau, phản ánh qua lại lẫn nhau, nhưng chúng ta lại không nhìn thấy giai đoạn trung gian của nó, bởi nó không thể sở được hay thấy được bằng cặp mắt thịt này. Bệnh tật có trong đời này, còn có nhân duyên, quan niệm, nghiệp lực của những đời trước tích lại. Hãy để cho mỗi một niệm đều trang chứa tình thương. Trong tình yêu thương đó, không có đau đớn, sợ hãi, phẫn nộ, mà chỉ có bình thản, hài hòa và bao dung. Học cách yêu thương để thân thể trở thành thước đo của tình thương, để tâm hồn tỏa ra ánh sáng lương thiện vốn có. Đời người, mỗi một cảm xúc tiêu cực đều là chiếc hộp đen của tâm hồn. Đời người, mỗi một trạng thái đều là hiển hiện của tâm linh. Đó cũng chính là góc khuất của tâm tình mà người ta hay nói tới. Con người ta, một khi sinh ra tâm trạng tiêu cực trong suốt khoảng thời gian dài, thì sẽ rất mau chóng sẽ chiêu mời bệnh tật. Có những người sợ hãi quá độ, kết quả có thể dẫn tới chứng bệnh liên quan tới tinh thần. Lại có những người tâm oán hận rất lớn mạnh sẽ chiêu mời các loại tai họa. Bệnh từ tâm khởi. Phàm những người có tâm oán hận quá nặng, vận mệnh trong đời phần lớn đều sẽ đau khổ bi thảm. Phàm những người hiền lành, khiêm nhường, vận mệnh cuộc đời phần nhiều sẽ tốt lành. Sống theo đạo trời, một đời bình yên, đạo lý cũng chính là vậy. Tâm oán hận sâu nặng chính là căn nguyên của mọi khổ nạn trong đời. Hãy cố gắng loại bỏ nó đi. Đời người nếu sinh khởi một niệm oán hận, sau này thế nào cũng sẽ có người tức giận với bạn, hoặc khiến bạn tức giận. Con người ta nếu như ngày nào cũng như vậy thì quả là phiền phức rồi. Rác rưởi tâm hồn tích tụ nhiều rồi, bệnh tật, phiền não trong đời ắt sẽ giáng xuống. Nếu như một đời này của chúng ta luôn thích nóng giận, thế thì sẽ cứ luôn mắc bệnh. Hãy luôn tự nhắc nhở bản thân, mình không nên cứ luôn tức giận như thế. Vậy thì mọi thiếu sót của bản thân đều sẽ dần dần được hóa giải. Hãy nhớ rằng, nếu đời người thật sự học được cách sám hối, tích đức hành thiện thì nhất định có thể cải biến vận mệnh của mình. Nếu chúng ta bớt nóng giận, sau này những việc khiến ta tức giận cũng sẽ ít đi. Đồng thời, người khác cũng sẽ ít chọc giận bạn hơn. Trường khí đen bẩn trong thân thể bạn tự nhiên sẽ giảm bớt đi. Đau nhức trong thân thể cũng sẽ thuyên giảm đi rất nhiều. Vận mệnh đời người cũng sẽ theo đó mà phát sinh thay đổi. Một khi nội tâm an hòa, không nóng giận, không sầu bi, tự sẽ có năng lượng mạnh mẽ, sóng gió cuộc đời như gió thoảng mây trôi. Học cách tu dưỡng tâm tính, cải thiện bản thân thì mới có thể tiến bộ. Ai có thể tìm ra được càng nhiều thiếu sót của bản thân thì năng lực giác ngộ của người đó càng mạnh. Người nào cứ mãi tìm kiếm khuyết điểm của người khác thì si mê của người đó càng sâu. Người tu đạo không nhìn vào chỗ thiếu sót của người khác mà chỉ nhìn vào chỗ thiếu sót của bản thân. Vào thời thượng cổ,
người người đều tu đạo, người người đều tu tâm. Con người thời đó hầu như đều có thể sống tới hơn 100 tuổi. Về điều này, trong Hoàng Đế Nội Kinh đều có ghi chép rõ ràng. Hiện tại, một đời này của chúng ta, phần nhiều đều sống không được thoải mái lắm. Rất nhiều người hàng ngày đều đang bới tìm khuyết điểm của người khác. Hễ gặp chuyện thì cứ luôn oán trách người khác, trước nay không chịu nhìn lại bản thân mình. Ngày ngày luôn nghĩ tới việc tranh đấu, tính kế hơn thua với người khác. Họ không biết rằng người thích tranh tới tranh lui, cuối cùng đều chỉ là công dã tràng. Tâm của người ta có thể làm lợi muôn vật, thay đổi vạn vật. Tâm trạng của người ta có thể nuôi dưỡng sinh mệnh của chính mình. Tâm trạng người ta rối bời rồi, chứa nhiều ác niệm thì thân thể của người đó sẽ mắc bệnh. Thân thể của chúng ta là đồng hồ đo của linh hồn. Tiếc thay, chúng ta trước nay lại không hề hay biết. Cũng thật đáng buồn thay. Trong bộ Y Kinh, Hoàng Đế Nội Kinh, người xưa từ sớm đã vén mở những quy luật thân tâm đơn giản như vậy. Vui vẻ quá thì tổn thương tim, vui vẻ thì khí trì hoãn, vui mừng quá độ thường thì không còn chút sức lực. Giận tổn thương gan, giận thì khí sôi trào lên. Bởi thế người xưa có câu: giận dựng đứng cả tóc gáy. Buồn thì hại phổi, buồn thì tinh thần sa sút, khóc đến bi thương cực độ, con người ta sẽ bị sốc choáng. Lo nghĩ nhiều tổn thương lá lách, nghĩ nhiều thì khí ứ đọng, hay như lo sợ thì hại thận, lo sợ thì khí huyết tụt giảm. Biết rõ tính cách của bản thân chính là biết rõ bệnh tật của mình. Phàm là người dễ bị kích động, chẳng mấy ai có được trái tim khỏe mạnh. Mạch máu đầu não thông thường cũng sẽ lưu thông không được tốt. Phàm là người hay tức giận, rất dễ mắc bệnh tuyến giáp trạng, gan cũng sẽ không được tốt. Phàm là những người thích phân cao thấp, không chịu nhận thua, phần nhiều xương cổ không được tốt. Phàm là những người nhát gan sợ sệt, thân tạng thông thường sẽ không được tốt. Phàm là những người hay đa nghi, thường có vấn đề về tuyến tụy. Phàm là những người không có chủ kiến, đầu óc thường hay mơ hồ. Phàm là những người hay tức giận trong lúc làm việc, thường có vấn đề xung quanh bờ vai. Phàm là những người mà con cái không nghe lời, thường thường có vấn đề nơi các khớp chân. Phàm là những người chăm chỉ nghiêm túc, phần đông trông khá là gầy gò. Phàm là những người chấp nhận được thì cứ chấp nhận, thinh tích cóp từng chút một.